Xin thưa quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo và toàn thể nhân viên nhà trường, thưa các em học sinh thân yêu. Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thầy giáo, cô giáo và các em. Chúc buổi hội khóa hôm nay thắm đượm tình thầy trò, bề bạn và để lại những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo và các em từ học sinh niên khóa 2001-2004 thân mến. Cách đây hơn 20 năm, cũng như mái trường này, thầy và trò chúng ta cùng nhau mở những trang sách, đi tìm những con chữ tri thức để tung bay đến những chân trời mới, để phấn đấu học tập, lập nghiệp, xây dựng cuộc sống. Và để rồi, hôm nay, cũng giữa sân trường này, thầy và trò chúng ta lại mở ra những trang sách của cuộc đời mới, không chỉ là tri thức mà cả là một bầu trời về thanh xuân, về ký ức. Tất cả đều muốn tìm về với cũ, nâng theo bước chân thời gian 20 năm để thăm lại tình xưa lớp cũ, hòa nhịp một thời áo cánh trong veo hồn nhiên đã qua. Thời gian dù có trôi đi, có thể xóa mờ những dấu tích, nhưng thời gian sẽ không làm úa rụng, gầy héo đi được những cánh hoa tuyệt mỹ, những cánh hoa tình người. Thời gian lại là chứng nhân rõ ràng nhất khẳng định một tình nghĩa thầy trò, tình yêu đối với trường xưa, bạn cũ cũng không bao giờ tách liệm mà vượt lên mọi nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh. Các em cựu sinh thân yêu, chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo đương thời, rất trân quý khoảnh khắc yêu thương và xúc động hôm nay. Sau 20 năm, các em học sinh khóa 2001-2004 vẫn giữ trọn lời lòng nhớ ơn, ước hẹn ngày về, làm sống dậy những hình ảnh yêu thương, đẹp đẽ với mái trường và quê hương của mình. Thời đó, các em khắc phục những khó khăn của bản thân và gia đình để kiên trì miệt mài học tập và trưởng thành. Hình ảnh những đứa trò đến lớp, người còn đẫm mồ hôi, mình mãi còn lên nhâm màu mưu sinh vất vả. Những chiếc xe đạp cũ kỹ khắc phục những chặng đường buồn lầy và mùa mưa để mang tìm cái chữ, tìm cái công thức xây dựng tương lai tươi đẹp hơn. Thế mới thấy nghị lực, ý chí vươn lên của bao thế hệ học sinh đứa trò động đáng tự hào như thế nào. Giờ đây, cảnh vật có thể đổi thay, thầy cô, bề bạn, ba người rời xa mái trường này, nhưng giá trị tinh thần vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi mong các em hôm nay tìm lại cái tổ học trò, tìm lại bóng dáng, nét đẹp của các thứ, để rồi có những sẻ chia, những hành động đẹp đẽ thiết thực, kết nối yêu thương bạn bè cũng như kết nối với các thế hệ học sinh trong tương lai. Các em học sinh thân mến, mọi thứ rồi sẽ qua đi, nhưng nét đẹp văn hóa của học sinh và thầy cô trường đến trường học mãi tồn tại trong khối óc và trái tim của mỗi chúng ta. Truyền thống của nhà trường chỉ là ấm dẫn dắt chúng ta gieo hạt mãi mầm cho những mùa sau tươi sáng hơn. Chúng tôi luôn tin rằng với những gì mà các em đã làm được, cái con số 20 tràn đầy sức sống và sức sáng tạo hôm nay sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, sẽ là nét đẹp truyền thống của các thế hệ sinh mai sau tiếp tục khẳng định thương hiệu của trường chúng ta, thương hiệu đến từ trường Hòa Nhân Bình Định. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, các em cựu học sinh thân yêu, người ta có thể thắp cả trăm ngọn nến, nhưng muốn giữ được ngọn lửa trong tim thì chỉ có tình người. Cuộc hội ngộ này các em tổ chức đã tạo cơ hội gặp gỡ đầy ý nghĩa nhân văn giữa những thầy cô giáo đồng nghiệp, những thầy và trò, giữa những cánh chim bè bạn bay khắp bốn phương trời nay mới tìm về tổ ấm yêu thương xưa. Xin cảm ơn các em đã cho chúng tôi những giây phút thanh hoa trong cuộc sống, đã cho chúng tôi thêm những niềm hạnh phúc trên con đường nghệ thuật tầng người.
để chúng tôi thêm yêu nghề và yêu đời hơn. Một lần nữa, xin được cảm ơn và kính chúc quý thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em và học sinh mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho buổi hội khóa hôm nay luôn tràn ngập niềm vui, cùng đồng cảm, cùng sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương, để lại nhiều tình cảm đẹp để có bên trong trái tim của mỗi người. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại.